Hàng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa trong bối cảnh chiến tranh leo thang. Ủy ban Công lý Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đang kêu gọi hòa bình tại Thánh Địa, đang bị bao vây sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel tuần trước dẫn đến việc Israel tuyên chiến. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Đức Giám mục Rockford David Manloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã than thở về thương vong ngày càng gia tăng và sự thù địch đang diễn ra ở tất cả các bên cũng như những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với hiện trạng của thánh địa giữa người Do Thái giáo, người Hồi giáo và Kitô giáo. Tôi tham gia cùng với Đức thánh cha Francisco trong lời kêu gọi hòa bình và lên án sự bùng phát bạo lực lan rộng này. Đức giám mục loi nói, ngài trích dẫn bài diễn văn Chúa Nhật của Đức thánh cha Francisco, trong đó Đức thánh cha cầu xin Xin cho những cuộc tấn công và vũ khí chấm dứt. Vui lòng và hãy hiểu rằng khủng bố và chiến tranh không dẫn đến bất kỳ giải pháp nào mà chỉ dẫn đến cái chết và đau khổ của rất nhiều người vô tội. Xin tất cả những ai yêu mến Đức Thánh tìm cách mang lại cho tất cả các bên tham chiến chấm dứt bạo lực, tôn trọng dân thường và giải phóng con tin. Đức giám mục Manloy kêu gọi Cuộc tấn công của Hamas đã khiến hàng trăm người Israel thiệt mạng cũng như có báo cáo về việc quân nổi dậy Hamas tràn qua những khu dân cư của Israel và bị cáo buộc bắt cóc và giết hại công dân ở đó phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari hôm thứ hai cho biết nước này đã chuẩn bị cho một cuộc bao vây kéo dài tuyên bố rằng lực lượng phòng vệ Israel đang ở giữa những cuộc oanh tạc trên không quy mô lớn và hàng nghìn mục tiêu khủng bố đã tấn công và hàng trăm kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Hagari nói, chúng tôi đã huy động 300.000 quân dự bị trong 48 giờ qua và không thiếu trang thiết bị hay thực phẩm. Mọi chuyện rồi sẽ đến, sự kiên nhẫn là điều cần thiết. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cho biết Israel đang ở giữa một chiến dịch và rằng những gì hamas sẽ phải nếm mùi là khó khăn và khủng khiếp chúng tôi sẽ thay đổi trung đông ông ám chỉ cuộc xung đột đức giám mục manloy trong tuyên bố của mình kêu gọi các tín hữu đặc biệt nhớ đến tất cả những gia đình và cá nhân đang đau khổ trong cuộc xung đột ngài nói chúng tôi kêu gọi các tín hữu và tất cả những người có thiện chí đừng mệt mỏi và tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên mảnh đất mà chúa chúng ta hoàng tử hòa bình gọi là quê nhà